Ngày hôm nay 26 tháng 1 năm 2024, lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm ô cốp các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ chính thức được khai mạc và diễn ra trong vòng 7 ngày tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, với hàng nghìn quất và đào cảnh được trưng bày cùng với các mặt hàng ô cốp, các sự kiện văn hóa, văn nghệ. Lễ hội sẽ là điểm đến vui chơi để người dân Hà Nội cùng du khách thập phương tham gia trong dịp cuối tuần này. Lễ hội hoa đào, quất cảnh và các sản phẩm ô cốp các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ chính thức được khai mạc vào 19 giờ tối nay tại khu phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Trước đó, ban tổ chức cùng các doanh nghiệp, nhà vườn đã mất nhiều ngày để chuẩn bị. Đặc biệt, sau một thời gian dài phát động hội thi, các tác phẩm tham dự là những cây đào truyền thống có tuổi thọ từ 5 đến 10 năm, được các nhà vườn có nhiều năm kinh nghiệm trồng đào chăm tỉa. Chơi cây cảnh thì có từ lâu đời rồi, nhưng mà năm nay là lần đầu tiên thành phố tổ chức thi đào, thi quất. Đấy là một cái đặc biệt và những cái là nhà nước đã quan tâm đến những cái thú chơi sinh vật cảnh. Ở đây không gian này để trưng bày cây cảnh và các loại bonsai tre Việt, những cái đấy là cái mới mà tôi thấy là cũng là rất là quý báu, bởi vì là những cái sản phẩm tre đấy nó rất là dân dã đời thường mà chúng ta lại đưa được vào cây cảnh và lại trưng bày trong đợt này thì rất là cái mới lạ mà rất là đẹp nghệ thuật. Mỗi tác phẩm dự thi đều chứa trong mình những câu chuyện riêng, thể hiện rõ văn hóa, đời sống vật chất tinh thần của người Hà Nội. Tối nay, tại lễ khai mạc, ban tổ chức cũng sẽ tiến hành trao giải thưởng cho các tác phẩm đặc sắc nhất của hội thi năm nay. Có thể nói đây là lần đầu tiên thành phố Hà Nội tổ chức một cái lễ hội hoa đào và quất cảnh gắn với các cái sản phẩm ô cốp. Đó, có một cái quy mô hết sức là hoành tráng như chúng ta thấy. Bên lề thì có cái sự kiện, các cái cuộc thi về hoa đào, quất cảnh để chọn ra những cái tác phẩm xuất sắc, tôn vinh những nghệ nhân thợ giỏi, những người góp phần gìn giữ những nghề truyền thống của đào Nhật Tân, quất Tư Liên, sen Tây Hồ. Và đến với không gian của lễ hội thì chúng ta còn được hòa mình vào trong một không gian của các cái trò chơi dân gian và sống lại với không khí của Tết xưa. Trong cái lễ hội thì tổ chức rất nhiều các hoạt động và trong tương lai thì sẽ tiếp tục nghiên cứu để cho cái phong phú thêm các hoạt động và cho cái sự phát triển là lần sau tổ chức nó sẽ càng đi vào chiều sâu hơn đấy, để khai thác, để phát huy. Thế và trên khuôn khổ của lễ hội thì tổ chức thi đào Nhật Tân này, thi đào hoa đào, thế rồi tổ chức thi quất cảnh Tứ Liên. Ngoài đào và quất, lễ hội còn có hơn 100 gian hàng trưng bày các sản phẩm ô cốp và tái hiện lại không gian Tết Việt với nhiều trò chơi dân gian trong ngày Tết cổ truyền đến từ các làng nghề truyền thống. Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm ô cốp các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 1 tháng 2 năm 2024.